Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh, chưa có con. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Có thể hàn gắn lại. Nào xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Em hát đi dù mây hà về, hà trắng miên mang tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngu đôi nhớ. Trời ơi, nhà trai còn thưởng thức âm nhạc nữa. Thôi, chào anh. Thôi chào anh. Ta vừa đi vừa hát coi bộ lãng mạn quá ha. Không có, tôi nói anh Quyền Linh nghe thế này dạ. Cái bài này là có người thần tượng, cái người ca. Ủa vậy hả? Ừ, không biết ai nữa. Bảo Yến hát hay lắm à. Nhưng mà có người thần tượng hơn nữa. Ai nữa? Trời ơi, là bên đó, là nói bên đây đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, Vân thần tượng chị Bảo Yến, nó là mê chị Bảo Yến dữ lắm. Rồi, nào bây giờ bạn giới thiệu mình đi. Dạ, em tên là Lê Thị Thảo, em sinh năm 1970. 50. Trời ơi, nhìn Thảo rất là trẻ trung luôn đó. Dạ, chị Vân. Thảo là quê ở đâu? Dạ, em quê ba là ở Tiền Giang, Gò Công Tây á anh. Quê má là ở Hóc Môn. Lúc trước em buôn bán, rồi sau đó em nghỉ ngơi khoảng này khoảng 9 năm. Bây giờ là đang ở nhà thôi? Dạ, ở nhà chăm má, nhưng mà mới mất này khoảng năm. Rồi, bạn bên nhà trai giới thiệu đi nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chẳng bạn dạ. Gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Hữu Lộc, 56 tuổi, quê ở Bình Phước chị. Nghề nghiệp là lái xe, cũng hơi lớn tuổi, giờ xe lái tôi. Trời, anh cũng hề hước vui nhộn ghê luôn á nghe. Vậy là cái địa lý đó sao Linh? Nó cũng không gần lắm. Vậy hả? Cũng khoảng 140 đến 150. Không, đường Bình Phước giờ chạy ngon lắm rồi. Rồi bây giờ bạn nói đi, bạn nói ưu điểm của bạn là gì và khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là thích sạch sẽ và gọn gàng tươm tất được khi, trước khi mình bước đi ra đường là lúc nào cũng vậy hết. Cũng như nhỏ lớn như là em rất là chăm lo làm ăn, chăm chỉ. Và cái nhược điểm của em là tức là trong cái thời gian mà em ly hôn rồi và em không có biết cách chọn lựa, tức là sau ly hôn rồi em bị tổn thương nhiều á. Rồi cũng có nhiều người lớn, người ta thấy em hồi xưa biết buôn bán giỏi, người ta cũng giới thiệu, mà sao em cứ nhìn cái lần đầu tiên em nhìn em thấy không có cảm tình. Lúc đầu là em không có tìm hiểu là em cho qua hết. Và tức là cái cơ hội đó em mất rất là nhiều. Và có thể là 5-7 đám luôn. Nhưng mà nó là mấy có mấy người con rồi? Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh. Khoảng năm sau là ly hôn luôn, chưa có con. Đó, em ly hôn nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em ly hôn năm đầu năm 2001 cho tới nay là 19 năm. Trước đó là tìm hiểu bao lâu? Dạ không có tìm hiểu, đó là do anh chồng thấy em buôn bán là giỏi là ảnh cũng giới thiệu. Rồi cái năm đó thấy 30 tuổi mà thấy ông xã cũng trắng trẻo đẹp, mình nghĩ là từ hai cái. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Nghèo là mình lo làm ăn là được thôi, chứ không có nghĩ là chọn giàu. Em chỉ nghĩ là vậy. Bên nhà em cũng nghèo nữa. Mà lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, không có tìm hiểu. Là sau đó là mua căn nhà rồi mâu thuẫn về tiền bạc rồi chia tay luôn. Em về nhà em ở rồi mạnh anh đi, anh ở bên đâu không biết. Anh đi chỗ anh làm rồi sau đó anh không chịu quay về xin lỗi gia đình được khoảng gia đình năm sau là gia đình thấy là không có thật tình là kêu em phải ly hôn. Ồ, vậy hy vọng là ngày hôm nay sẽ là kết thúc cái vấn đề mà không may mắn đó của bạn. Anh có cho biết cái đường tình duyên của anh thế nào? Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Ly thân thì năm 2009 nhưng mà chính thức ly hôn thì 2019. Rồi hai đứa con vợ với ai anh? Hai đứa con vợ với mẹ. Con đã lớn thì cũng đã đi làm hết rồi. Anh là có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc, nóng tính. Còn ưu điểm thì nói chung, nói đúng hơn là việc gì cũng biết làm, kể cả việc nhà. Rồi hiện nay anh không lái xe nên nhà anh làm cái gì? Giờ vẫn còn lái xe. Tức là anh có xe nhà riêng. Rồi. Rồi sống với ai? Sống một mình. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, anh nói đi. Chỉ cần mấy chữ thôi. Chung thủy hiền lành thật thà. Vậy thôi đúng không? Vậy thôi. Chào anh. Mình dán bên ngoài á thì anh... Mình dán bên ngoài thì trời xanh sao mình chịu vậy, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đẹp theo cái kiểu của người ta. Dạ, rồi muốn hỏi thêm anh là tại sao trong 10 năm đó anh không mở lòng với ai nữa? Tại vì 10 năm đó là nói chung là cũng nhiều sự cố lắm. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Có thể hàn gắn lại để cho... Muốn hàn gắn. Thôi, chào gái. Dạ, anh chào anh Linh. Mình muốn
tìm một người tri kỷ như thế nào? Trước tiên là không có hút thuốc là cái điều mà em thích nhất. Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc. Và nóng tính thì cũng phải biết là nóng tính ở cái mức độ nào. Kềm hãm lại và biết hiểu được cái người phụ nữ là cái điều đó là... Trời ơi, cô gái này ngày xưa 19 năm trước là xinh lắm đó. Nhiều khi nhắc lại là em hay khóc lắm. Tại vì em cảm thấy em tủi lắm. Mà bây giờ em vừa siêng năng nữa, mình cũng là siêng năng biết lo làm ăn nữa rồi. Tự nhiên sao cái đường tình duyên nó lận đận. Tại sao không phải lận đận mà 19 năm em như thế em bỏ qua một tuổi thanh xuân rất là đáng tiếc. Dạ. Rồi. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi đến những người mà chị bạn hàng xóm, chị bạn thân. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy cái anh bên đây cũng là tình trạng như em. Đó, cho nên mà ảnh có những cái ưu điểm, khuyết điểm như vậy đó. Thì bây giờ em cứ soi xét đi rồi cho nhau cơ hội. Tại vì mình cũng là lớn rồi. Cố gắng bấm nút ngay Thảo. Thấy thường không? Em trai đi với ai anh? À, anh đi với năm thành viên ngồi phía trước. Em gái và em trai, cháu gái. Và có một cháu là kêu bằng ông Út nhưng mà nó đăng ký lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là cháu áo đen đúng không? Dạ. Trước tiên chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Em là em của anh Lộc. Thấy chị bên đây thì cũng được. Chương trình đã tạo cho anh chị cái duyên rồi. Thì anh chị cho nhau cái nợ đều là duy nhất. Bây giờ cảm mình ơn mở rào, mở rào đi. Rồi đó anh chị cứ thoải mái đi. Anh tuổi con mèo cho nên là anh tặng cho em một con mèo. Dạ rồi em cảm ơn anh. Nhưng mà em đứng đây còn một cái món quà khác nữa. Dạ. Em ơi anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới qua đào. Thôi sẵn đài vậy đằng nữ hát tặng lại bài luôn đi em. Chỉ hát khúc thôi, chỉ tặng chương trình. Chưa phải nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi, sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiến đưa. Rồi em xin hát đi. Rồi hay quá. Rồi, hay vậy. Quái em hay quá. Dạ. Đây đây ngồi nhìn ảnh đi, ngồi nhìn ảnh nói chuyện nè. Đó. Hát được hả chị? Một cái cà vạt. Thì thường thường nam là chỉ có cà vạt với lại anh đeo em không đeo. Biết gì nữa. Em anh ơi. Đeo luôn đi. Dạ đeo em đeo. Không biết đó, giờ em chưa có biết thắt cà vạt ai anh thông cảm. Tròng vô là được rồi. Đâu em phải phải, anh phải, đi. Phải nối phải cột để sao? Tròng vô thử đi coi nó sao. Cột. Coi như buộc trói buộc thôi vô thì đi. Coi như cái này là em gửi anh về để anh tự thắt giùm cho em, chứ em không có khéo như cái chuyện đó. Lần đầu tiên anh gặp em thì cũng ngoài sức tưởng tượng của anh. Mình cũng đã lớn rồi thì mình nên chia sẻ những gì nó thuộc về là cuộc sống của mình, còn những cái quá khứ mình nên bỏ cho nó qua, đừng níu lại để nó nặng đầu thêm. Cho nên anh mong muốn sau này là có thể là làm một người để cho em nương tựa được, thấy không, để chúng ta cùng đi tới một cái tương lai, đến cuối một cái con đường. Để người ta thường thường ta nói như thế này: đợi, thấy không? Ngàn năm anh vẫn đợi, nợ ân tình anh sẽ trả cho em, biến đau thương thành hạnh phúc đôi mình, để bù lại những gì em đã mất. Còn em thấy anh sao? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy anh là người chững chạc vậy. Anh nói thật với em, đời anh thì khổ có, sướng có, rồi rèn luyện trong quân đội cũng có, cho nên có thể là mình thấu hiểu được những cái hoàn cảnh, cũng như anh và em cũng có một cái hoàn cảnh tương tự giống nhau. Ủa, anh là mà bên quân đội hả? Ngày xưa anh đi bộ đội. Cho nên anh lớn hơn em mấy tuổi hả? 6 tuổi đó, không có ít đâu. Rồi em thấy anh sao?
Dạ thì em nghe qua cách nói chuyện thì coi như lần đầu mình không có thể đánh giá hết được con người. Đúng rồi. Thì cái đó là phải để thời gian trả lời. Hỏi có anh có hút thuốc không em? Em mới nghe anh nói có hút thuốc rồi phải không? Hút thuốc thì nói đúng là anh rượu, bia, cà phê là anh không uống được. Anh chỉ có hút thuốc, nhưng mà nói đúng là khi nào mà có chuyện gì buồn á là anh hút. Mà anh không uống rượu bia thì sao anh cũng lại bị có bụng vậy ha? Chắc ngồi nhiều phải không? Ngày xưa là anh chạy tài xế mướn cho người ta, rồi đi chở củi, những năm đó là đường nó không được liền như bây giờ. Ăn uống thất thường, đau bao tử. Xong rồi bắt đầu là anh đâm nghệ đen, nghệ vàng của mình với mật ong, với muối thì anh đâm ra anh quậy nước anh uống. Uống 3 tháng thì nó hết. Hết xong rồi bắt đầu nó mập. Nó mập kìm là uống nước cũng mập. Cho nên từ năm 95 giờ cứ vẫn vậy, không lên mà không xuống. Cũng hiện giờ anh vẫn còn chạy xe hay sao anh? Thì anh vẫn còn chạy xe, bị nghề nghiệp của anh mà. Em ở thành phố, thì anh ở Bình Phước thì cách nhau chỉ 100 cây thôi. Nhưng mà trên đó thì gia đình anh thì cũng ổn định. Còn về trên đó sống, ở dưới này em sống bằng nghề gì? Dạ em nghỉ bán lâu rồi em, 9 năm rồi. Trong rồi, khoảng thời gian cháu. Đó em chưa có con. Vậy thì mình cũng dễ tính rồi. Nhưng mà đối với anh thì có con khác, còn em chưa có không, thì nó mâu thuẫn là... về cái bản thân em là em chưa có con ở tuổi này là rất là buồn. À, dạ. Cái đó nói về cái đó thì ăn thua người phụ nữ thôi, chứ anh thì lúc nào cũng được. Anh là vô tư, nhắm là bây giờ anh nuôi nổi một bà vợ với một đứa con mới sanh nữa không? Nuôi nổi em. Đó thấy chưa, ta khẳng định ta anh nuôi nổi. Con nhỏ anh cho nó bú được không? Nổi giùm em. Dạ. Hả? Cái việc đó em yên tâm đi, anh đã qua hai đứa con rồi, anh rành lắm. Giờ anh cho em quyết định, muốn ở Hóc Môn thì vẫn được, không anh thu xếp được, còn muốn về Bình Phước cũng vẫn được. Đó, hay chị quá. Chị tính sau đi ha. À, suy nghĩ thật là kỹ, đây có phải là cái người đồng hành với mình cho đến cuối cuộc đời hay không? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Đó. Chúc mừng, anh xếp trên này. Rồi, hãy nắm tay nhau đi nào. Mình đã đồng ý hẹn hò. Người ta rất là mắc cỡ, cho nên anh làm sao anh làm? Dạ đó, em xin cái đó thì ta. Cái vấn đề mà nắm tay nhau nó rất bình thường, không có gì mà khó khăn hết á. Đó, người bạn cũng nắm tay được mà em. Dạ. Muốn chi đây là mình đã chấp nhận mình hẹn hò với nhau rồi. Thêm cái nữa là gì, bấm nút hẹn hò bắt buộc mình phải hôn, nụ hôn đầu tiên đó. Chứ chị bấm... Dạ thôi vậy được anh. Không được. Khi chị bấm nút chị nghĩ điều gì? Dạ thì em nghĩ là chắc để tìm hiểu đi. Đúng tại rồi. Vì cái quan trọng là cái lúc đầu tiên cái nhìn nó có thiện cảm rồi, còn cái tìm hiểu nữa. Em biết không, thực ra cái nụ hôn này nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Đó là một cái sự là em xác nhận rằng đây là một cái người mà em có thiện cảm, và cái người em sẽ chọn là để chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, để có thể là đồng hành với nhau. Linh ơi, 50 năm không tiếp cận với đàn ông. Đúng rồi. Thông cảm. Rồi, anh nhẹ nhàng coi nè. Đó, quá hay luôn. Nè. Quá hay luôn. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.